Ok nhá, hello tất cả các bác, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio nhá. Hôm nay thì em Hai sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác một cái dòng vàng nó khá là đẳng cấp các bác nhá. Đấy. Đây là dòng vàng của JD, nó mới về bên cửa hàng bên em. Đấy, cái dòng vàng này là dòng vàng V5 anh em nhá. Và đây là một trong những cái phân khúc vàng nó cực kỳ cao cấp của hãng JD các bác ạ. Cái chất lượng của nó quá là đẳng cấp luôn anh em nhá. Đầu tiên thì nó sử dụng một cái con chip nó là cực kỳ cao cấp các bác nhá. Đấy, đó là cái con chip Analog Device 21571 anh em nhá. Con chip cao cấp nhất thì hiện tại luôn, và kiểu dáng thì rất là sang và rất là đẹp luôn các bác ạ. Đó. Thì đối với dòng vàng này thì anh em tất nhiên nó là vàng hiện đại rồi các bác nhá. Đấy, rất là vàng hiện đại rồi. Đấy, thì nó sẽ có đầy đủ cho anh em những cái dòng như là cổng quang này. Đó, hai đường input vào này, các cái đường sút ra này, và đặc biệt là cái mic ở đằng sau luôn anh em nhá. Đấy, con này thì nó khá là VIP đấy các bác ạ. Nó khá là VIP luôn anh em nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể là mua về nhá. Anh em mình có thể là sử dụng này là ở trong những cái chương trình kẹo kéo, rồi là các cái nói chung là show bé bé là các bác vẫn dùng được con vàng này, rất là hay các bác nhá. Eco gì vượt cực kỳ tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là nhiều bác cứ hỏi mà có Bluetooth với này đây kia không, thì em nói với các bác luôn nhá. Đối với những cái dòng vàng cao cấp anh em xem đi, người ta sẽ không gắn Bluetooth vào đây các bác nhé. Bởi vì thực tế ra là nói thẳng cái Bluetooth thì cái chỉ có những cái dòng vàng nó thấp cấp với các bác. Đấy, cái dòng vàng nó thấp cấp thì nó mới gắn vào cho các bác thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tín hiệu của Bluetooth đưa vào cái nhạc của nó không bảo đảm được các bác nhé. Cái mạch Bluetooth mà nó là một cái mạch cao cấp ấy thì nó rất là đắt tiền. Em nói với các bác là như vậy. Đấy, nó không đủ để nó có thể là sản xuất ra một con vàng này đâu. Các bác nên nhớ là vậy nha. Cái chi phí nó quá cao nếu như lắp một cái mạch Bluetooth nhiều tiền vào trong một cái con vàng xịn như thế này. Mà nếu như những cái mạch Bluetooth nó rẻ tiền thì lại không thể đáp ứng được cái nhu cầu của các bác trên cái dòng vàng này. Các bác hiểu ý em không ạ? Nên là người ta thường người ta sẽ không lắp đâu các bác nhé. Đấy, người ta sẽ có cổng quang cho anh em kết nối trực tiếp hoặc là dây thôi các bác nhé. Đấy, ở đây thì em Hai cũng đang, đây là cái mẫu các bác có thể nhìn qua nhé, ngắm qua này. Đấy, ok cho anh em. Thì đây em Hai cũng đang ở để đứng sáng này, em Hai có test ở đây. Đấy, các bác nhé. Sáng em Hai có test ở đây. Đấy, các bác nhé. Thì em mời các bác có thể nghe thử một đoạn này, nhạc này. Đấy, anh em nhé. Mạng yếu. Rằng là chúng ta phải test cái mic các bác nhá. Cái tiếng mic thì nó sẽ rất là phụ thuộc rất là nhiều vào con vang. Đó, anh em nhá, cái tiếng mic thì hầu như là nó phụ thuộc 100% vào con vang rồi. Nên là anh em có thể là sử dụng những cái tiếng mic ở đây thì cửa hàng bên em cũng sẽ là test cái tiếng mic đầy đủ cho tất cả các bác. Đó, để cho anh em có thể là nghe. Đấy, ok chưa bác? Đây em sẽ là hát một đoạn luôn cho anh em nhé. Em bật cái bài karaoke cái đã. Ok cho anh em. Đấy. Em thử tiếng mic xong em sẽ hát một đoạn các bác nhé. Beauty Food ít đường thơm ngậy ngon mê say. Beauty Food Pro Plus đây đã có phiên bản ít đường mới. Ok anh em, đấy bây giờ em sẽ thử tiếng mic này. Đây là cái mic có cả echo gì vượt này. Đây. 5 5 5 5 6 hi hi 4 5 5 5 5
Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộc. Qua lối nhỏ bên bờ sông, chị hai sinh tang tình là chị hai đứng đứng một mình. Qua lưới như cùng sinh thì 4 5 6 7 2 3 Eco nó cực kỳ chuyên nghiệp các bác nhé, Eco nó cực kỳ chuyên nghiệp luôn này, ok cho anh em. Đây em hay đang sử dụng công nick M10 luôn nhá. Đấy, ok cho M10 của JD luôn. Thì bây giờ em mời các bác có thể là nghe thử nhá. Đấy, em hay sẽ là bật thử cho tất cả các bác nghe thử này. Nghe một đoạn này. Ok. Sẽ khiến được một nãy loa đâu các bác nhá. Đấy, cái tầm cho phép của nó phải cao cấp, nó mới khiến được cái âm thanh nó cứng được các bác nhá. Đấy, có những con vàng các bác xử lý những cái tầm này nhưng mà nó sẽ bị vỡ tiếng, anh em hiểu không? Còn những cái dòng vàng cao cấp thì các bác chơi thì nó sẽ yên tâm hơn nha mọi người. Đấy, con vàng này thì nó có phụ kiện đi kèm ở đây cho tất cả các bác là nó sẽ có như sau. Đây, mời các bác có thể xem cái phụ kiện của nó này. Em hai bóc ra đây thì có sự kiện phụ kiện đầy đủ là có điều khiển nhá. Đấy, có dây kết nối anh em này. Đấy, và có dây nguồn là tất cả các bác này. Ok cho anh em, con vàng này nó cũng chỉ có hơn 5 triệu thôi anh em nhá. Bác nào có cái nhu cầu sử dụng những con vàng này thì liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em này, 0972345183 này. Đấy, và cái bộ dàn này rất là VIP luôn. Anh em nào có nhu cầu thì có thể là mua về chơi nhá. Đấy, chơi được mua đất nhà hàng xóm bên cạnh luôn cho nó dễ các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của cửa hàng bên em. Đấy, các bác có nhu cầu về âm thanh cứ liên hệ với em hai 0972345183 nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho cửa hàng bên em hai một nút like ạ. Bye bye.